Cô chào các con, chào mừng các con đến với buổi học trực tuyến hôm nay. Các con nhớ nghiêm túc học và ghi chép bài đầy đủ. Các con lưu ý, khi xem video, chỗ nào thấy có dòng chữ ghi vào tập bài học thì các con dừng lại và ghi bài cho cô nhé. Ở tiết học trước, các con đã được tìm hiểu viết kể lại một trải nghiệm của bản thân. Như chúng ta đã biết, với kiểu văn bản này, người viết cần sử dụng cách kể chuyện sinh động, chân thật, kể những gì mà mình đã làm, đã tham gia, đã được trải qua ở quá khứ. Trước khi đến với bài học hôm nay, chúng ta cùng nhau ôn lại kiến thức của tiết học trước một chút nhé. Bài văn kể lại một trải nghiệm của cá nhân cần có các yêu cầu sau. Thứ nhất, bài văn thuộc kiểu văn bản tự sự. Thứ hai, nội dung chính là ghi lại những trải nghiệm của bản thân mà người viết có ấn tượng sâu đậm, khó quên, để lại nhiều cảm xúc. Thứ ba, bài văn chú trọng tính xác thực của nội dung kể, nên không có yếu tố hư cấu và tưởng tượng. Kế thừa những kiến thức về kỹ năng viết, một trải nghiệm của bản thân mà em đã học ở tiết trước, hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau đến với bài học nói và nghe kể lại một trải nghiệm của bản thân. Bài học của chúng ta hôm nay gồm có hai phần chính như sau. Phần thứ nhất là yêu cầu của một bài kể một trải nghiệm của bản thân. Thứ hai là quy trình để thực hiện một bài kể một trải nghiệm của bản thân. Như các con cũng biết rồi, trong cuộc sống, nhu cầu kể chuyện vô cùng thiết yếu. Trong quá trình học tập hay giao tiếp hàng ngày, đặc biệt với những câu chuyện mà mình đã trải qua, giúp cho người đọc, người nghe hiểu về những suy nghĩ, tâm tư cũng như những kỷ niệm của chúng ta. Vậy, để cho một bài văn kể về một trải nghiệm của bản thân thật hấp dẫn, các con cần có những lưu ý gì? Chúng ta bước vào phần 1. Yêu cầu. Yêu cầu đầu tiên là về nội dung. Thì nội dung của một bài văn kể về một trải nghiệm của bản thân cần có. Thứ nhất, các con cần chọn các câu chuyện có nội dung cụ thể. Thứ hai, câu chuyện đó là những trải nghiệm của bản thân con. Thứ ba, những kỷ niệm đáng nhớ gây cho con những ấn tượng sâu sắc và bài học thú vị. Thứ tư, câu chuyện có dung lượng tương đối phù hợp, tránh viết dài dòng, nói dài dòng lan man và giúp cho thời gian kể đạt cái yêu cầu của mình. Và thứ năm là các con có thể sử dụng thêm tranh ảnh minh họa để câu chuyện trở nên sinh động hấp dẫn hơn các con nhé. Ngoài yêu cầu về nội dung, các con cần có những yêu cầu khác. Thứ nhất, các con có thể ghi ra giấy trước khi trình bày. Thứ hai, nên sử dụng từ ngữ xưng hô cho phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng nghe. Ví dụ, trình bày trước thầy cô thì phải xưng em, còn trước các bạn thì xưng là tôi hoặc là tớ. Thứ ba là cần phải tập luyện giọng điệu truyền cảm linh hoạt, đặc biệt là những chỗ đối thoại thì cần thay đổi ngữ điệu cho phù hợp với nhân vật. Và thứ tư là bên cạnh đó thì các con cần phải kết hợp điều bộ, cử chỉ, ánh mắt, sao cho phù hợp để tạo ra sự hấp dẫn cho người nghe. Các con có thể tạo sự tương tác với người nghe. Vấn đề này thì nó làm cho cái không khí trong cái buổi học ấy nó sẽ hấp dẫn hơn và người nghe sẽ lắng nghe cũng như là không có nhàm chán. Sau khi các con đã thực hiện các yêu cầu, bây giờ chúng ta bước vào phần tiếp theo của bài học hôm nay, đó là quy trình. Về quy trình làm bài, chúng ta cần có 4 bước. Bước thứ nhất, xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói. Bước thứ hai là tìm ý và lập dàn ý. Bước thứ ba, luyện tập và trình bày. Và bước thứ tư là trao đổi và đánh giá. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về các bước thực hiện bài nói này. Bước thứ nhất, xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói. Các con có thể trả lời những câu hỏi bằng cách như sau. Thứ nhất, bài nói này nhằm mục đích gì? Bài nói có thể chia sẻ trước lớp và muốn cho ai đó biết kỷ niệm mà mình đã trải qua. Thứ hai là người nghe của con là ai? Họ muốn nghe gì về trải nghiệm của bản thân con? Và thứ ba là nội dung đề tài nói đó là đề tài gì? Có thể là đề tài nói phụ thuộc vào cái đề tài viết mà hôm trước các con đã làm. Và thứ tư là không gian nói, con sẽ nói ở đâu? Trong lớp học hay trong hội trường hay là một cái không gian mở ở bên ngoài. Và thứ năm là cuối cùng, cũng là cái cuối cùng, đó là thời gian nói. Các con có bao nhiêu phút để nói?
Cái phần này các con phải chuẩn bị kỹ để không gây ra cái sự nhàm chán cho người nghe. Bước thứ hai trong quy trình đó là tìm ý và lập dàn ý. Ở tiết trước, để chuẩn bị cho bài văn viết trải nghiệm của một bản thân thì các con cũng đã có dàn ý. Thường là những tiết nói trên lớp, chúng ta thường lấy lại nội dung của các bài viết mà các con đã làm. Vì vậy, việc làm đầu tiên ở bước thứ hai đó là đọc lại bài văn đã viết. Tiếp theo là xác định các ý sẽ nói. Thì các ý ở đây nó sẽ có bố cục là 3 phần. Phần mở bài, chuyện xảy ra vào thời điểm nào, ở đâu, có ai là nhân vật chính. Thứ hai là thân bài, diễn biến ra sao, kết quả của câu chuyện là gì, bài học được rút ra từ trải nghiệm đó là gì. Và kết bài là tình cảm, suy nghĩ về kỷ niệm và trải nghiệm thú vị. Tiếp đến là các con sẽ liệt kê các ý đã trình bày bằng cách gạch đầu dòng, diễn đạt bằng từ, cụm từ thích hợp. Tiếp theo là cần trao đổi dàn ý với bạn bè trong nhóm để hoàn thiện bài nói của mình. Và cuối cùng là cần cân nhắc sử dụng hình ảnh, video, minh họa làm sao cho phù hợp với cái bài nói. Bước thứ ba trong phần quy trình đó là luyện tập và trình bày. Đầu tiên là ngôi kể. Sử dụng ngôi kể thứ nhất đó là tôi hoặc là tớ. Tiếp theo là các con sẽ lựa chọn điều chỉnh một số từ ngữ, câu văn sao cho phù hợp với ngôn ngữ nói. Thứ ba là các con phải thay đổi cao độ, tốc độ âm lượng của lời nói để thể hiện nội dung, nhân vật, sự kiện, cảm xúc khác nhau. Thứ tư là nên sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ, có nghĩa là những cái cử chỉ, động tác, tay hoặc là ánh mắt để hướng về mọi người khi chúng ta nói. Và cuối cùng là tương tác với người nghe. Mình có thể nói rồi mình hỏi để tạo sự tương tác giữa người nói và người nghe. Khi luyện tập thì các con nên nhờ các bạn góp ý, chỉnh sửa để phần trình bày được suôn sẻ và hấp dẫn hơn nhé. Bây giờ chúng ta bước sang bước cuối cùng trong quy trình, đó là bước 4, trao đổi và đánh giá. Các con có thể trao đổi với các bạn bằng cách: thứ nhất, nêu những điểm thú vị trong câu chuyện của bạn. Thứ hai là nêu những câu hỏi hay phản biện những gì mà con cảm thấy chưa hay hoặc là chưa hiểu hoặc là nó vô lý. Và sau đó các con có thể tham khảo bảng kiểm kỹ năng kể lại một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân. Thì cái bảng này nó có ở sách giáo khoa trang 108. Ở trong sách giáo khoa trang 108 về cái bảng kiểm kỹ năng, người ta cũng ghi rất là rõ ha. Thì bây giờ các con mở sách giáo khoa trang 108 ra. Chúng ta thấy có hai phần. Phần thứ nhất là nội dung kiểm tra. Phần thứ hai là mình sẽ đánh dấu vào đạt hoặc là chưa đạt. Trong phần nội dung thì có này: bài trình bày có đủ 3 phần, giới thiệu, nội dung và kết thúc. Thứ hai là câu chuyện kể về trải nghiệm của người nói. Thứ ba, câu chuyện được giới thiệu rõ ràng về các nhân vật, không gian, thời gian xảy ra. Thứ tư là câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất. Thứ năm, các sự việc được kể theo trình tự hợp lý. Nội dung thứ 6 là kết hợp kể và tả khi kể. Nội dung thứ 7, trình bày suy nghĩ, bài học rút ra từ câu chuyện. Nội dung thứ 8, dòng kể to, rõ, mạch lạc, thể hiện cảm xúc phù hợp với nội dung câu chuyện. Và nội dung cuối cùng trong cái yêu cầu kỹ năng đó là người nói tự tin, nhìn vào người nghe khi nói, sử dụng dòng kể, nét mặt, cử chỉ hợp lý. Trên đây là toàn bộ nội dung mà cô đã hướng dẫn các con nói và nghe, kể lại một trải nghiệm của bản thân. Cô chúc các con sẽ thành công với bài nói của mình. Hẹn các con vào tiết học sau nhé. Cô chào các con.